Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hàn và ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Vào sáng ngày hôm nay 24 tháng 9, Lisa của Blackpink đã xuất hiện tại sân bay Incheon để cùng bay sang Pháp dự Paris Fashion Week, tuần lễ thời trang Paris. Ngay lập tức thì màn xuất hiện của Lisa đã khiến mạng xã hội bùng nổ vì diện mạo tại sân bay quá xinh đẹp và sang như quý tộc. Dù đeo khẩu trang kín mít nhưng Lisa vẫn để lộ đôi mắt to tròn long lanh rạng rỡ, tóc mái tiền tỷ cũng giúp diện mạo của em út Blackpink thêm xinh đẹp như búp bê sống. Dù đeo khẩu trang kín mít nhưng Lisa vẫn để lộ đôi mắt to tròn long lanh rạng rỡ, tóc mái tiền tỷ càng giúp diện mạo của em út Blackpink thêm xinh đẹp như búp bê sống, đẹp trong mọi góc độ. Nữ idol sinh năm 1997 diện chiếc áo khoác đen style quý tộc và quần jean tôn chân dài hút mắt, vừa sang chảnh như cô tiểu thư nhà giàu năng động, tinh nghịch bước ra từ trong phim. Đang tươi cười hớn hở, Lisa chỉ cần đổi biểu cảm một chút là ngay lập tức trở thành soái tỷ quyền lực và cực ngầu. Cô nàng lên đồ sang trọng như tiểu thư tài phiệt, nổi bần bật giữa sân bay với khí chất ngôi sao không lẫn vào đâu được. Thời trang sân bay của Lisa không quá bất ngờ với fan. Cô nàng diện trang phục khá đơn giản kết hợp giữa áo đen và quần jean kèm theo chiếc túi xách slim. Dẫu vậy thì hình ảnh năng động của em út Blackpink vẫn được khen ngợi. Phấn khích khi Lisa lên đường sang Pháp nhưng người hâm mộ vẫn hoang mang về lịch trình cụ thể của nữ thần tượng. Hiện tại thì Lisa đang là đại sứ toàn cầu của Celine, tuy nhiên thương hiệu này lại không góp mặt tại tuần lễ thời trang Paris 2022, do đó cô không thể đại diện nhà mốt Pháp để tham dự. Trước đó thì netizen xôn xao trước tin đồn Lisa sẽ đến tuần lễ thời trang Paris 2022 theo lời mời từ Miu Miu. Nguyên nhân xuất phát từ việc thời gian gần đây người hâm mộ thường xuyên phát hiện cô nàng diện outfit đến từ nhà mốt này. Ngoài ra thì cũng có thông tin lan truyền cho rằng Lisa sang Pháp để làm nhạc. Hiện tại thì thông tin cho biết Lisa sang Pháp muộn nhất nhưng lại có thời gian ở lại lâu nhất. Cụ thể cô nàng sẽ sang Pháp vào ngày 4 tháng 10 ở lại 13 ngày cho đến ngày 17 tháng 10. Nếu suy nghĩ đơn giản thì có thể Lisa sẽ tham dự tuần lễ thời trang như các thành viên khác của Blackpink. Như fan mới đây đã truyền tay nhau thông tin cô nàng sang Pháp để quay MV mới kết hợp cùng DJ Snake. Một nguồn thông tin được người hâm mộ chắc nịch về việc Lisa đi quay MV bắt nguồn từ chia sẻ của giám đốc điều hành công ty chuyên tổ chức các buổi biểu diễn và lưu diễn ở châu Á được đặt trụ sở tại Pháp. Ông chia sẻ rằng trong tháng 10, Lisa và DJ Snake đang trong quá trình quay một phần của MV cho lần hợp tác của họ và họ sẽ quay phần còn lại của MV tại Paris vào tuần tới. Ngay cả chính chủ DJ Snake cũng đã vội thả thính nóng về màn kết hợp đáng mong chờ này. Vào ngày 2 tháng 10 thì DJ Snake đã đăng tải dòng tweet viết tắt là SOLM. Người hâm mộ nhanh chóng dịch ra bốn cái tên được đồn đoán kết hợp cùng nhau là Snake, Ozuna, Lisa và Megan. Ngay sau đó thì phía Ozuna và Megan cũng có động thái hưởng ứng màn thả hình của DJ Snake. Tài khoản Twitter của Megan đã tweet lại bài viết của DJ Snake, còn Ozuna thì thậm chí đã đổi bio trên trang cá nhân thành SOLM. Chữ cái bí ẩn duy nhất còn sót lại chính là chữ L. Với những gì đã có thì người hâm mộ đặt niềm tin rằng Lisa sẽ là mảnh ghép cuối cùng cho màn kết hợp này. 30 chưa phải là Tết và chừng nào YG hoặc Lisa tự mình xác nhận thì fan mới có thể tin được. Cùng chờ nhất cử nhất động của Lisa tại Pháp và hy vọng màn kết hợp sẽ thực sự xảy ra.